Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn địa công nghiệp Himelo. Công ty trách nhiệm hữu hạn địa công nghiệp Himelo là đơn vị chuyên cung cấp các tủ bảng điện và tư điện trung thế trong giải từ 7,2 đến 10,5 kV. Hôm nay tôi sẽ review cho các bạn bộ sản phẩm đầu cáp 3M, đầu cáp Enbow 24 kV cho cáp đồng tiết diện 120 mm2 của hãng 3M. Đóng gói tại Việt Nam, cái hãng 3M này thì được nhập các cái vật tư phụ kiện từ các nước trên thế giới, nhập về nhà máy 3M ở Đồng Nai để đóng gói, nên là nó sẽ có cái xuất xứ 3M Việt Nam. Đầu cáp Enbow này thì được dùng cho các tủ dầm MU đầu cáp kín ngăn trì của hãng ABB Schneider Siemens. Đầu tiên là nó sẽ có cái hướng dẫn lắp đặt của bộ đầu cáp và cái packing nít. Đầu tiên sẽ là ba cái thân body của cáp, ba thân body dạng trục khỉu. Cái dạng cái đầu Enbow này nó là dạng cắm vào cái sứ Enbow ở trong tủ, hoặc là trong cái sứ của máy biến áp sử dụng sứ Enbow. Size này size 120 mm2, nên là sẽ có cái lớp cách điện ở trong tiết diện cách điện là 19.5 đến 24. Cái này là ở cái lỗ này để cắm vào cái tiết diện cáp, nó sẽ đi theo cái 19.5 đến 24 này, dạng cắm. Cái này là cái sợi tiếp địa của cái thân đầu cáp Enbow này. Đến là có ba cái quang treo. Cái đầu Enbow này nó là dạng cắm, nên là nó phải dùng ba cái quang treo này để giữ cố định cáp. Bình thường thì đầu T-Block thì nó sẽ cần nó sẽ là cái dạng gem để xoáy vào, thì nó sẽ không cần phải dùng cái quang treo này. Trong cái khoang treo này nó sẽ có cái ti gen này, cái ti gen này để cắm vào cái cốt Enbow. Ba khoang treo cốt Enbow 120, cốt đồng. Trong cái cốt này nó có cái lỗ gen này để cắm cái ti gen vào đấy, để đút vào trong cái đầu cáp này. Đến trong có gói phụ kiện. Phụ kiện trong đây gồm băng cao su lon để làm kín cái đầu cáp, với lại cái đai cót để giữ cái tiếp địa đồng bệ, mấy gói mỡ để bôi vào cáp để cắm vào cho nó dễ làm lớp cách điện, một cái cuộn băng PVC đen với lại băng đỏ vàng xanh để chia pha. Đây là ba sợi tiếp địa đồng bệ để tiếp địa cáp. Cái dây là tiếp địa cái cổ cáp, một cái này là tiếp địa cáp. Ba sợi dây tiếp địa đồng bệ size 16, một cuộn băng 2155, băng hạ thế 2155. Cuối cùng là cái gói chùi cáp. Trong cái hộp chùi cáp này thì có ba cái khăn lau cáp, khăn cồn với lại cái giấy ráp để thi công cái cáp, bộ găng tay. Trên đây là chi tiết các vật tư phụ kiện của bộ đầu cáp Enbow 24 kV cho cáp đơn pha 3x1C x 120 mm2 cho cáp đồng của hãng 3M. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy cho chúng tôi một like, một subscribe kênh, ấn chuông thông báo kênh để nhận những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.